Đó, ăn tết. Bát mình đi rửa. Mình chả xem rửa nhiều. Tân, Tân chọn việc nhị. Việc nặng thì để cho mình làm. Lười. Nấu khôn rửa xong rồi anh ơi. Anh mua lòng kiểu gì mà được lòng to, như mua lòng to mà tan cướt nè, tan phân nè, lòng cướt cả thế. Em bóp được nhất một cái rồi, còn cái này nhiều quá em không bóp được, tí nữa anh đi rửa lại. Mình điên là cướt đâu ơi, em bóp hết một cái rồi nè. Cái gì đấy, sao mày lại bóp cái này ra? Tàn phân thì em chả phải bóp à? Phân mày điên à? Đây là rồi người ta rồi cái đầu anh tàn phân ở trong này. Người ta đúc tiếp ở trong mày bị điên à? Chi? Còn cái này rửa sạch chưa? Cái này em bóp mãi không hết. Rồi sao mày lại bóp bỏ cái này còn hết bố cả cái ngon ở trong nữa? Ngon nhỉ? Anh ăn phân à mà ngon? Mày điên à? Phân đâu mà phân? Là phân. Ui dồi ôi, tự nhiên lại đi bóp mất cái này thì nhiều. Thì trong này. Phân. Mày điên à? Có cái này thì không bóp đi, lại đi bóp cái đấy. Ôi dồi, tao chịu mày. Có mà em chịu anh ấy đi mua phân mà. Thôi. Đi này thì tao nấu. Đây là người ta nhồi tiếp vào trong để thế ăn. Thì anh tự rửa gì mà nấu. Ừ. Vẩn. Mày... Thế nấu cái này kiểu gì? Tí nữa anh vừa chặt chẽ rồi, vẫn để anh ướp đã. Đi, anh với mày sang lấy cả. Anh đi thôi. Không. Ông đi bắt em nè. Cõng em. Hả? Một mình mất thôi. Mày khôn đấy. Ta lên. Không đi bao giờ mình chết. Để khi anh chết trước lắm. Thế. Ui dồi, sức tân anh ơi. Làm cái giá thôi. Ui, cháu xin một quả chanh, một quả chín. Mày biết cái gì mà nói? Các bạn nghĩ món đu đủ này, món lòng trong đu đủ này chứ được. Chắc là ngon đấy. Chỉ ra miếng xiên sau. Con sóc vẫn đủ đấy. Mau con đây. Lấy xiên xuống đây chuẩn bị nướng nhá. Chắc có than rồi.
ai xa. Đấy. Chất chơi người rơi. Đỡ phải cầm. Bạn thấy chất chơi nên cắm nốt mấy cái đống kia rồi. Cầm cầm cái này để anh chỉnh cái này. Anh cầm đấy. Cầm mà nướng, đặt hai cái về đấy mà nướng để anh chỉnh cái này. Không biết đặt. Đấy, để anh chỉnh cái này, anh nướng cái quả siêu phẩm này. Phê không các bạn? Phê. Mắc phê luôn các bạn. Thấy phê chưa? Phê. Ngon nhỉ? Ngon. Phê vậy. Em bị sợ cái này vỡ cứt ra. Cứt cứt cái đầu mày ấy. Ai vừa bắt đấy, vừa luyện. Cái đầu chưa, cái chưa chín à, đỏ lòm à. Đỏ cứt ấy. Chín hết rồi, rồi ăn được đấy. Lấy con dao con xuống. Ăn ở trên kia. Ừ, ăn luôn rồi đấy. Ngồi luôn đây để trông quả đu đủ. Đây thì cái lá đa lót. Lót làm cái gì? Mời cả nhà nhé. Đó ăn rồi. Ngon. Ngon đấy. Ấy, mày thấy âm thực của anh ngon không? Ngon nhỉ. Ôi. Đây đây. Mày ăn lòng của mày đi. Ngon rồi. Có tuyệt vời rồi. Đấy. Tạ tạ. Ngon đoạn này hơi tiếp cho nó cháy khô đi. Thôi đi, đi em ăn cái này. Ngon lắm các bạn. Quá ngon. Mời các bạn ăn một cứt này nhé. Cứt, cứt cái bàn trà này. Không biết là quả đu đủ này nó thế nào. Lòng nước đèo thành đu đủ này. Lật cái. Ui, anh cứ cầm lấy để anh lật. Thôi tiếp đi. Chảy nước ở trong. Tại đây là nướng nó to quá, nó không kịp kỹ thôi. Không như này phải ướt hết rồi. Kinh kinh khủng. Ui, nóng khi. Ui dạ. Siêu ẩm thực. Đây mới là cái quan trọng. Thơm nhỉ, béo. Ngon không? Em bảo là cho nhiều kaji bơ là ăn ngon. Kaji bơ là gì? Là kaji bơ. Đấy, thấy chưa? Đoạn này ngon thế mà mày đi bóp hết cả 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 đấy của nó ra. Ăn cái này có bị cà cháo đuổi
đuổi cái gì mình đuổi. Thế nữa anh về anh coi em mấy viên bếp bê dinh như hôm nọ nhé. Ừ. Em ăn tan đi chợ đuổi rồi. Đuổi đuổi đi. Bây giờ đây, đánh nhát thì anh kiểm tra món trứng. Em hiểu sao cho? Đâu không sao à? Kiểm tra còn cái gì? Ngon nhỉ? Cho anh uống này ngon lắm. Đang nghi ngờ không? Không có gì. Nhớ ở đây. Đang nghi ngờ không? Độc đã chết. Ây da. Ui ôi. Ui chín. Nhưng mà sao hay thế? Không biết cái món này có ổn không đây. Ừ, ngon hết đấy. Ây da nào. Thử miếng đu đủ xem nào. Đu đủ nướng không ngon không? Thôi. Đu đủ nướng. Ây. Anh gọi cho nha. Ui, ngon đấy. Ây da, ăn đu đủ ngon không? Ngon. Không ăn thua. Ôi thôi nát hết rồi. Ôi, không ổn đâu. Ủa? Ê, sống nguyên. Yêu. Anh ta làm thịt cho chó đây. Sống nguyên này. Sống nguyên đâu kêu lêu này. Ôi lạnh tanh. Này con nướng đến ngày mai không chín được. Con nướng đủ đôi tay nhỉ. Thế thì cái miếng này cũng không chín này. Yêu. Tí đấy, biết thế sau là nướng thì lạnh. Trời. Không ăn thua. Đâu, phổi của anh đâu ấy. Yêu. Anh xem nốt nào. Không ăn được. Được cưới ra xem nào. Rồi. Thế là cuối cùng là được mấy miếng lòng ở kia bỏ. Ui. Đỏ tiêu lêu. À, thổi thì chín rồi. Không biết ăn nó thì ra bụng thế nào. Ngon không? Không ăn được. Anh làm cái gì cũng thành công ấy. Chín rồi. Em thích đỏ tiêu lêu mà. Đấy, đoạn này chín thử nữa nha. À. Thấy ăn được hả? Ừ. Phèo như cao su ấy. Kiểu người chết là hồi xì anh. Còn bò nó chả hối. Ăn như kiểu lợn xưa xưa ấy. Món này cái này có một vút. Không ăn được, về cho chó. Chó. Còn tôi về cho chó. Trời ơi, được à. Ăn được mỗi tí lòng các bạn. Còn món này thì... Sống nhăn răng. Sống nhăn răng, lạnh tành nó. Đi vậy vậy. Về. Thôi, ngồi xuống để chào khán giả cái nào ấy. Anh chả tí ơi về, chả cho em bách bách rin bảo. Bách bách rin, thuốc. Thôi, anh em tôi kết thúc clip ở đây. Anh em thấy hay nhớ like, share và comment ý tưởng bên dưới nha. Nhớ đăng ký và ấn chuông bên cạnh nha.